Chúng ta cùng quay trở lại với buổi ghi hình trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và ngày hôm nay thì bên cạnh Thành Phong đây là một ca giảm béo cực kỳ thành công. Chị đã giảm rất sâu sau một tháng là tổng cộng là khoảng 28cm cả ba vòng và 6kg. Thì xin giới thiệu với mọi người, đây chính là chị Lan đó. Và hôm nay là phải xin mãi thì chị mới cho quay, tại vì chị cũng không tự tin cho lắm. Nhưng mà Thành Phong đã phải rất là cố gắng, tại vì đây là một ca và Thành Phong phải nói rằng là nó thực sự rất thành công. Và chị chào chị Lan, chị đã cảm thấy thế nào ạ? Em ơi đừng quay sát mặt chị nha, chị ngại lắm ấy. Không ngại gì cả, chị Lan rất xinh, em phải nói thật là như vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên thì chia sẻ với quý vị một chút là trước khi đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali thì chị Lan không chỉ được gọi là chị Lan mà còn được gọi với một cái tên khác rất đáng yêu là chị Lan Phỉ. À, mà tại sao lại như vậy thì đây ạ. Ôi dồi ôi, đây là lý do. Béo ở đâu không béo, toàn béo ở bụng. Đấy, mọi người thấy rằng đây là bầu mấy tháng rồi của chị Lan từ trước khi đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali. Đó, gần như là không có một đường S-line nào cả, và mỡ bụng thì tập trung và tích tụ thành ngấn, và đây lại là mỡ cứng. Đó, cực kỳ cứng, và các bác sĩ của Bali đã phải nói thật là cảm thấy rất khó khăn khi điều trị cho chị Lan. Còn đây là ở phần dưới vùng đùi. Đó, mỡ tích tụ chủ yếu là ở phần bụng và vùng đùi. Đó, khiến cho chị biển này là bao ký ấy, chị nhìn mỡ thế. Chị 58 ký đấy em ạ. À, em đoán nhá, là hồi này là mặc cái bộ váy này là không tự tin lắm đấy. Ai cũng tưởng là đang bầu mấy tháng mà, mọi người đi đâu chẳng cũng nhường chỗ cho. Thế thì sau khi mà chị đến với cả Thẩm mỹ quốc tế Bali và đặc biệt là sau một tháng thì chị cảm thấy thế nào, kết quả ra sao? Đúng là kiểu giảm thần kỳ luôn em ạ, chị không nghĩ là giảm được nhiều như thế đâu. Bây giờ chị còn có 52 cân nữa mà. 52 cân, đúng rồi, 6kg mà. Thích nhất là cái phần mỡ thừa bụng với đùi nó giảm xuống rất là nhiều ấy. Thế nó giảm thế nào chị? Cái ngày đầu ấy thì nó chị đi vệ sinh ấy, vâng, thì thấy cái da những cái váng mỡ vàng vàng ấy, thì chắc là nó giảm vào cái đường bài tiết của mình. Đường bài tiết ấy. Thì hầu hết là các khách hàng khi đến với thẩm mỹ quốc tế Bali thì cũng thường là giảm cái đường bài tiết đó. Và như em thấy ở đây thì quý vị có thể thấy rằng là các đường S-line nó đã dần hiện ra, nó cao hơn đó ở cả hai vùng bụng, và đặc biệt là ở phần bụng dưới đây thì cảm giác là cái mỡ nó không bị chảy xuống nữa đó. Đây thực sự là một điều rất là vui đối với chị Lan đó. Kỳ em ạ. Thế không biết là chị chăm sóc viên thì chị có đánh giá thế nào về bụng của chị Lan sau khi điều trị một tháng không ạ? Sau khi điều trị một tháng thì bụng chị Lan thực sự là xuống rất là tốt, và cái thành bụng của chị cũng không bị sệ và nó rất là săn chắc. Đây là một ca mà nhìn như eo Ngọc Trinh luôn ấy. Kinh quá rồi. Rất là hiệu quả. Mà chị yên tâm nhé, là cái quá trình bài tiết là vẫn sẽ còn tiếp tục. Đó, thì là cái mỡ vàng nó vẫn sẽ tiếp diễn. Và thế là cái vòng eo của chị có thể còn giảm sâu hơn nữa cơ. Vẫn giảm được nữa Vẫn có thể giảm được nữa, chị yên tâm. Bây giờ còn da còn mỡ không chị? Vẫn còn đấy em ạ. Đấy. Mà chị yên tâm nhé, là khi mà chị dùng cái công nghệ khác, mà thậm chí là nhiều người em nghĩ là đi hút mỡ thì phẫu thuật bằng dao kéo thì nó sẽ để lại nhiều hậu quả rất đau, và đặc biệt là dễ dàng bị tai béo. Chị sợ đau lắm là... Mà em nghĩ là đặc biệt là bị tai béo nó rất là nguy hiểm, em nghĩ là như thế. Nhưng mà cái công nghệ này thì nó là công nghệ tự nhiên, không xâm lấn, nó dùng những cái sóng âm ở cường độ cao, nó hội tụ và nó có thể là tác động tới cái vùng mỡ của mình. Và sau khi mà điều trị thì hầu hết các khách hàng của Lipo khi mà dùng Lipo Slimming thì có thể giảm từ 10 tới 30cm, gần như khách hàng nào cũng vậy đó. Và cái công nghệ của bọn em thì có thể tác dụng rất là sâu tới tận 13mm của cái vùng mô mỡ của mình với 576 vi điểm đó. Nó thực sự là một công nghệ mà được cả FDA Hoa Kỳ chứng nhận. Chị làm thấy nhẹ nhàng như không mà, như kiểu đi thư giãn thôi. Rồi bây giờ thì trước khi mà mình kết thúc thì em sẽ cho mọi người xem lại hình ảnh của chị Lan. Một lần nữa thì chúng mình xấu xem lắm. Lại. Em thì em không thấy xấu, em chỉ thấy là nó không hợp với chị lắm thôi. Còn lại bây giờ cái vóc dáng bây giờ thì em cho là nó sẽ khiến chị cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cái váy này thì đúng là ai cũng tưởng là màu thật rồi. Đó. Đây ạ, chúng ta cùng xem lại nha. Vùng bụng này bị chảy rất nhiều này. Và đây là mỡ cứng bị tích tụ. Còn lại bây giờ nhìn lại hình ảnh của chị Lan bây giờ thì gần như là không ai có thể bảo là chị là một người tên là Lan Phi. Không ai có thể nói thế luôn. Bây giờ phải từ bỏ cái biệt danh ấy rồi em ạ. Vâng. Bây giờ là mặc váy chắc là phải size nhỏ rồi đúng không chị? Đúng rồi, chị xuống được hẳn một size đấy. Đi biển tự tin được mặc bikini rồi. Rồi ạ. Thế thì bây giờ thì em xin chúc là chị Lan sẽ có một buổi điều trị thật là thoải mái ở thẩm mỹ quốc tế Bali. Còn bây giờ thì em xin phép là xin được gửi một lời chào tới chị cũng như là quý vị khán giả. Còn nếu mà có thắc mắc gì về chị Lan cũng như là công nghệ Lipo Slimming thì quý vị có thể là để lại comment ở phần bình luận phía dưới, hoặc là liên hệ tới số hotline là 0386 463 463. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.